Mình ở miền Tây, chính xác hơn là ở tỉnh Trà Vinh. Mà các bạn cũng biết rồi đấy, Trà Vinh đó là một tỉnh nhỏ. Và khoảng 45 năm trước nó vô cùng hoang sơ và vắng vẻ. Trong xóm ngoài mình chỉ lưa thưa vài căn nhà cách nhau khá xa. Nhưng được cái là trong xóm toàn là bà con dòng họ, nên cũng đỡ trống trải hơn. Và nhà dì hai mình cách nhà bà ngoại chừng 150 mét. Thời xưa rất khổ cực, vì không có tiền nuôi nổi vợ con, nên dượng hai mình buộc phải lên tận Sóc Trăng để làm thuê làm mướn, rồi hàng tháng mới về thăm vợ con một lần. Dì hai ở nhà một mình nuôi hai người con nhỏ, một người mới có 4 tuổi, đó là anh Bốn, và một người dì hai mới sinh được hơn một tháng, đó là anh Kim. Hôm ấy đã xảy ra một chuyện kinh dị mà tới giờ dì hai kể vẫn còn dựng tóc gáy. Đêm ấy như thường lệ, vào khoảng 7 giờ là tắt đèn lên giường ngủ. Ở quê thời đó ngủ rất sớm. Không hiểu sao bình thường anh mình rất ngoan, ít khóc đêm lắm. Nhưng hôm ấy khóc đến hơn 10 giờ đêm, dì hai dỗ dành cứ nào vẫn không chịu ngủ. Linh cảm chẳng lành của một người mẹ đã mách bảo. Thế là dì hai mình ra ngoài trước sân khấn vái tổ tiên. Không ngờ anh mình nín khóc ngay và sau đó thiêu thiêu nằm ngủ. Chuyện chưa êm xuôi, dì hai mình mở đèn dầu leo lét cho đỡ sợ và chợp mắt chưa sâu thì nghe có tiếng bước chân rất nhẹ. Nhưng dì hai cảm nhận được, bỗng dì hai lạnh toát lưng mà không hiểu vì sao, thì thấy bà ngoại mình vén rèm bước vào. Mặt bà ngoại cười cười kỳ lắm, dì hai mình cũng khó hiểu. Thường thì bà ngoại ngủ rất sớm, không bao giờ lại nhà mà trễ như thế này cả. Lúc đó 11 giờ đêm rồi còn gì. Dì hai hỏi ngoại: Má, sao má lại nhà trễ quá vậy? Đêm khuya má đi qua đây một mình đó không nên, lỡ giấm té con cháu đâu có ai biết đâu. Đáp lại dì hai là gương mặt cười cười của bà ngoại đầy kỳ quặc. Rồi bà hỏi: Con mày đâu, cho tao ẩm cái coi. Lúc đấy nằm ngủ thì dì hai nằm ở giữa hai bên hai đứa con của mình. Dì hai với vòng tay chỉ vô anh Kim gần sát vách, thì bà ngoại nhanh như chớp đi tới bên giường vòng tay ôm lấy anh Kim. Dì hai mình nói lúc ngoại giơ tay qua như có mấy bẹ nước đá để lên mình dì hai vậy. Cái lạnh khiến người ta sờn gai ốc. Anh Kim mình bỗng giật giấy giụa rất mạnh và trợn tròn mắt như bị nghẹt thở. Dì hai hoảng vía ngước lên nhìn bà ngoại thì không còn là bà ngoại nữa. Mặt bà ấy rổ hoa mè rất nhiều, cũng nở nụ cười kỳ quái đó. Theo lời dì mình kể thì là bà Sáu trong xóm trên. Bà này đã chết lâu rồi, nhưng bà nhắc người ta là khét tiếng nhất luôn. Trong xóm không ai sợ bà cả. Bà mang người mẹ trối dậy và biết không phải là bà ngoại thì dì hai mình cào vào mặt bà ấy rất mạnh. Mới sinh được hơn một tháng nhưng dì hai rất mạnh và nhanh. Dì túm lấy cổ bà ấy mà cào đánh giá man. Rốt cuộc bà ta cũng buông tay ra. Bà ta nhanh như một cơn gió bay vụt ra phía bên ngoài đứng ở trước rèm cửa, còn nói vọng vào một câu: Tao đừng có mày một chút thôi mà mày làm ghê quá trời luôn à. Rồi đi luôn. Dì hai mình lúc này mệt như bị ai đánh vậy, toàn thân đau nhức. Mặc dù hồi nãy là dì hai đánh bà ấy, dì hai kêu anh Bốn và anh Kim dậy chạy qua nhà bà ngoại. Kinh dị hơn nữa là vừa bước qua cổng nhà chuẩn bị quẹo qua nhà bà ngoại thì có tiếng của bà ấy văng vẳng: Rồi cười lanh lảnh đến lạnh người, giống như bà ấy trêu dì hai xong rồi quái chí lắm vậy. Qua nhà bà ngoại ngủ đến sáng thì dì hai kể cho bà ngoại và anh em trong nhà nghe, ai cũng dựng tóc gáy. Ngoại dắt dì mình lại nhà ông thầy có tiếng ở Trà Vinh để xin bùa đeo và dán trong nhà. Từ đó những chuyện kinh dị trong nhà không còn xuất hiện nữa, nhưng những người xung quanh thì vẫn bị bà ấy nhát. Mình cam đoan chuyện này là sự thật, vì thời ấy hoang vắng lắm, không đèn điện, ít người sinh sống thì ma quỷ có là chuyện rất hiển nhiên. Chưa hết chuyện dì hai thì lại đến chuyện của dì ba.
Thời xưa túng quẫn nghèo khó, con thì lại đông, nên dì dượng ba mình phải gồng mình lên, ỷ ạch lắm mới nuôi nổi bốn đứa con. Thấy vậy nên cha mẹ mình đã thương hại, đem anh Ninh, con trai út của dì ba, mới được 5 tuổi về nuôi hộ một vài năm cho dì ba đỡ phần nào gánh nặng. Thời gian trôi đi, thế rồi mình cũng được chào đời. Mình nhỏ hơn anh ấy 7 tuổi, cha mẹ mình thương yêu anh ấy như con ruột. Mình thì cũng rất là quấn quýt anh Ninh, nên cha mẹ đã có ý định nuôi anh ấy luôn. Thời xưa làm gì có đèn điện mà xài, tôi đến chỉ toàn đốt đèn dầu thôi. Đêm hôm ấy tầm khoảng 7 giờ tối thì trời mưa lất phất, ếch nhái kêu ọp ẹp. Mẹ bảo cha mình ra đầu ngõ mua nước đá về uống, vì nhà mình có thói quen uống nước đá. Cha mình đi chưa được 5 phút thì mẹ bồng mình với anh Ninh ra ngoài võng để nằm chờ cha mình rồi. Đột nhiên anh Ninh nhìn ra cửa sổ mặt tái xanh kêu lên: "Dì Sáu ơi, có chú nào nhìn sao quài à?" Mẹ mình cứ ngỡ là cha về nên cẩn thận: "Cái ông này á, về không vô nhà cứ đứng cửa sổ hù thằng nhỏ, sợ chi vậy không biết nữa." Nghe tôi dứt câu thì anh Ninh liền nói: "Không phải chuyện Sáu đâu, mặt ông nào mặt máu không à?" Mẹ mình nói khi ấy mẹ mình sợ quá trời nên la lên thất thanh luôn, lôi anh Ninh với mình vô rừng trong mà nằm ngủ, nằm run như cầy sấy. Cha lúc đó cũng vừa đi mua nước đá về tới, nghe thấy tiếng mẹ la thất thanh thì chạy vô trong nhà hỏi xem có chuyện gì. Mẹ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cha nghe xong thì cha ngồi im giang, vì cha không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, cha là người theo đạo Công giáo. Nhà mình chia làm hai gian, một gian trước là thờ phụng tổ tiên và Chúa Giêsu, gian dưới là phòng ngủ, hai gian cách nhau bởi một tấm vách ngăn. Lúc ngủ thì mẹ mình và anh Ninh nằm trên giường, cha thì bắt chiếc ghế ngủ kế bên. Đêm hôm ấy anh Ninh bị bệnh, mẹ cũng lo lắng mà không ngủ được, người anh cứ hầm hập sốt. Mẹ thức mãi nên cũng mỏi mòn thiu thiu chợp mắt được một tí. Đang thiu thiu thì nhờ ngọn đèn leo lắt, mẹ thấy có hai cái bóng đen in trên vách lá sát chỗ anh Ninh ngủ. Bóng của một người phụ nữ xóa tóc, tay cầm theo một đứa trẻ nhỏ. Mẹ không thể thấy được mặt, thấy được cái bóng in trên vách thôi. Theo bản năng mẹ ngồi dậy rất nhanh thì thấy hai cái bóng ấy nắm tay nhau mà bay vút lên phía trên biến mất. Mẹ linh tính không may sờ vào người anh Ninh thì như lửa đốt. Mẹ đi lên nhà trên cầu nguyện Chúa ban phước lành cho anh, rồi nằm ôm anh ngủ tới sáng. Sáng ra thì anh khỏe như ngày thường, nhưng đến tối chạng vạng thì người anh lại hầm hập sốt như hôm qua. Mẹ bán tín bán nghi bèn hỏi anh mấy ngày trước có đi chỗ nào tầm bậy tầm bạ chết chóc hay không. Hết đường chối cãi, anh đành nhận là 3 hôm trước có đi với lũ con nít trong xóm lên trên chỗ nghĩa địa để chơi. Xóm mình lúc ấy con nít rất thích lên đó chơi, phần vì rất mát, nhờ hai hàng cây che hai bên dập cả khoảng đất trống. Con nít vốn ngây thơ nên không biết sợ là gì, nhất là cái chỗ linh thiêng ấy. Mẹ mình nghe xong tá hỏa tam tinh, chạy qua nói với bà ngoại cho bà ngoại nghe, sau đó hỏi bà ngoại có cách gì chữa chạy không. Bà ngoại đi mua trái cây nhang đèn lên xóm trên khấn vái. Vừa vào tới nơi thì ôi thôi, đúng là con nít phá như phá của nhà chay. Có ngôi mộ thì cắm đầy hoa 10 giờ lên trên đó, có mộ thì còn cắm nhang xuống đầy mặt đất. Mẹ với ngoại sửa sang quét dọn các ngôi mộ rồi cho đàng hoàng. Mẹ nhận ra mộ bị cắm nhang như nhím ấy chính là mộ của cô Nguyệt. Người này thời trẻ cũng gọi là quen biết với mẹ, mẹ xóm dưới, cô ấy xóm trên. Nghe đâu cô ấy sinh khó mà chết cả mẹ và con. Nghĩ tới đây mẹ mới nhớ ra cái bóng người phụ nữ, đứa con nít in trên vách chính là mẹ con của cô Nguyệt. Mẹ thoáng rùng mình và lạnh lạnh, không ngờ cô ấy thiêng tới vậy. Mẹ với ngoại bày biện ra cúng những ngôi mộ bị phá, rồi ngoại đốt nhang, vì mẹ theo đạo Công giáo nên không đốt nhang được. Ngoại khấn vái: "Con nết na không có biết, không có tội, xin cô cậu bỏ qua cho tụi nó, từ nay về sau một tụi nó không dám như thế nữa đâu." Xong mẹ với ngoại về, đến chiều anh Ninh không còn sốt nữa, mẹ cũng cấm tiệt anh Ninh không được lên chỗ đó chơi nữa. Từ đó trở về sau không có chuyện gì xảy ra với anh Ninh nữa. Dì ba mình có 4 người con, 3 trai 1 gái. Chị Duyên là con cả,
Năm ấy lúc chị khoảng 7 tuổi thì cứ bệnh ngặt nghèo suốt. Nhưng bệnh không nặng, cứ sổ mũi rồi ho, nên dì mình mua thuốc là uống khỏi ngay. Vì dượng ba mình thương con gái nên chị Duyên trong nhà được cưng chiều nhất. Tuy còn nhỏ nhưng chị ấy rất xinh. Mà theo quan niệm của xứ mình lúc bấy giờ thì thường con nít mà xinh quá thì thật sự rất khó nuôi. Gia đình phải hết sức giữ gìn cẩn thận. Vì vậy dì dượng nhất định không cho chị ra khỏi nhà lúc chạng vạng tối. Hôm ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trời đêm hôm ấy mưa rất to, nên phút chốc ngôi nhà của dì mình đã ngập tận đầu gối, dòng bão như muốn thổi tung ngôi nhà lên. Dì dượng sợ ở lì đêm nay sẽ nguy hiểm, vì nhà nghèo không có tiền sửa sang, nên mù cần hết nhà. Biết nó sắp sập, nên hai vợ chồng bàn với nhau bổng bế con sang nhà ngoại cao hơn để ở nhờ một đêm. Dì dượng dắt díu bốn đứa con sang nhà ngoại, cách chừng đó 150 mét. Vì hai anh nhà mình còn nhỏ nên dì dượng phải bồng con, còn lại anh Tuấn và chị Duyên thì đi bộ theo sau. Gần đến nhà ngoại, dì ba mình ngoảnh đầu lại thì nhìn không thấy chị Duyên đâu nữa. Dì sợ rét run người đập cửa gọi cho nhà ngoại, rồi nhà ngoại đã nhận ba đứa con vào trong nhà. Anh em trong nhà ngoại cùng với dì dượng mình đi tìm suốt đêm, nhoi cả một khu xóm nhưng vẫn không thấy đâu. Mưa thì đã nhỏ dần nhưng vẫn không thấy chị Duyên. Dì dượng mình mặt cắt không còn một giọt máu. Bà ngoại mình vào nhà khấn tổ tiên khói nhang nghi ngút thì nghe cậu bảy mình la lên tìm ra chị Duyên rồi. Mọi người chạy ra đi theo tiếng gọi của cậu bảy thì thấy chị đang ngồi sát mé ao cạnh gốc cây dừa mà ngồi. Lúc nãy dì dượng đi qua cả mấy chục lần mà vẫn không thấy đâu. Ngoại lại nắm tay chị dắt ra nhưng chị nghe răng cười lớn rồi khóc mãi không chịu ra. Dì dượng phải dỗ hết lời mới thành công. Hôm sau chị không nói với ai tiếng nào, cứ nấp vào kẹt cửa mà nói chuyện một mình. Ngoại biết chuyện chẳng lành nên nhờ một ông thầy cao tay bên Bùa Lỗ Bang và cũng quen biết với bà ngoại về nhà coi xem sao. Ông này nhìn một phát vào chị Duyên rồi nói ngay: người này không phải người phàm, không giữ lại được đâu. Ngoại với dì mình khóc quá trời luôn. Hôm ấy ông ấy nói rằng: ngày xưa chị có đi sinh sỏ với ai không? Con nuôi lúc mà chị chưa có con ấy. Thì dì ba mình nói có. Dì nhớ rằng lúc ấy dượng mình rất thích con gái, dì mình cũng thế, nhưng 3-4 năm chưa có con nên dì mình lên miếu cô hai để xin con. Vì miếu rất linh, dì ba mình còn nhớ rằng dì ba khấn cô hai cho con có đứa con gái để nuôi cho vui cửa vui nhà, chả bất cứ giá nào con cũng chịu. Nói đến đây ông ấy nói đây là cái giá mà cô phải trả. Đối với miếu đền linh thiêng, cô không được hứa suông như vậy. Người ta cho cô mượn đứa con để nuôi cho nó vui đó, bây giờ người ta đòi lại. Dì mình khóc khan cả tiếng. Thì ông nói từ đây về sau không được cho chị Duyên ra khỏi nhà nữa, nhất là lúc tối. Đây là biện pháp duy nhất tạm thời thôi. Thời gian trôi qua cũng được 2 tháng thì chị Duyên bị sốt cao. Đem vào bệnh viện thì kết luận chị bị sốt xuất huyết rất nặng. Mọi việc diễn ra quá chóng vánh, đến độ gì mình chưa kịp hoàn hồn thì đêm ấy ngoại mình mơ một giấc mơ rất là kỳ lạ. Bà ngoại thấy có một bà già đầu tóc bạc phơ, mặc đồ đủ màu kim tuyến giống như bà trong đền miếu hay thờ vậy. Tay dắt theo đứa con nít chính là chị Duyên mình. Ngoại chạy lại định giành lấy tay thì bà ấy hất ngoại văng ra xa cả chục mét. Ngoại ra cả máu họng. Bà ấy đến bên ngoại nói là binh theo hầu tôi rất lâu rồi, ý chỉ chị Duyên, con bà chỉ xin tôi có cho nó vui cửa vui nhà thôi. Bây giờ nó đã có 3 đường khác rồi, binh hầu của tôi mang về. Bà ấy nhìn ngoại chừng chừng, đến ngoại lạnh hết cả tóc gáy, rồi cầm tay của chị Duyên bay lên ngọn rừng biến mất. Sáng hôm sau, chị Duyên mất. Dù mọi chuyện như có cảnh báo trước nhưng không tránh nổi cảm giác đau lòng tang thương, dì dượng mình khóc hết nước mắt. Thank you.
Và như vậy là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và các em học sinh đã nghe hết câu chuyện này. Nếu như câu chuyện này để lại một điều gì đó thú vị thì các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video lần sau.